Nam em phát điên khi bố Trường Giang gọi điện nói đúng một câu. Lùm xùm nam em công khai có tình cảm với Trường Giang được báo chí quan tâm trong suốt mấy ngày qua, xem ra vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong những ngày vừa qua, việc nam em công khai có tình cảm với nam danh hài Trường Giang đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo như người đẹp chia sẻ, thì hai người có khoảng thời gian một tháng rất vui vẻ và hạnh phúc. Tuy nhiên, hiện tại thì đã không còn liên lạc với nhau nữa trong khoảng thời gian đẹp đẽ mà nam em không thể quên ấy trường giang còn tặng cô hai món quà đó là chiếc bánh sinh nhật và hai hũ kim chi củ kiệu nhắc tới kim chi củ kiệu mới đây anh trai của trường giang cũng mới đăng đàn facebook kể về đoạn đối thoại giữa bố và anh cụ thể bố ruột gọi điện thoại cho anh trai trường giang và hỏi củ kiệu nhà mình ngon hay sao mà báo đăng như vậy tất nhiên ai đọc xong cũng hiểu điều mà bố trường giang nói tới ngay lúc này là gì Đáp lại, anh trai của danh hài cho biết là củ kiểu ngon nhưng lần sau tặng chỉ tặng nam, không tặng nữ. Xem ra, anh trai của Trường Giang cũng téo táo và hài hước không kém em trai. Qua đó có thể thấy, gia đình của Trường Giang cũng đang cảm thấy bị làm phiền và không muốn liên quan đến phụ nữ nữa. Dưới phần bình luận, anh trai Trường Giang còn nói rằng, củ kiệu sản xuất hàng loạt vào quanh năm. Hơn nữa, cũng có nhiều người vào bình luận rằng đã ăn hết món dưa củ kiệu được Trường Giang tặng từ Tết rồi. Có vẻ như món quà này được tặng hàng loạt, không chỉ riêng cho mình nam em. Đoàn đối thoại của bố Trường Giang với anh trai được thuật lại. Hú củ kiệu mà quán của Trường Giang tặng cho nhiều người, không chỉ riêng nam em. Có người hỏi anh trai, đồng thời là quản lý của Trường Giang đã giải quyết xong chưa, thì anh trả lời rằng có gì đâu mà giải quyết. Anh trai Trường Giang cho biết món ăn đó sản xuất hàng loạt vào quanh năm ai cũng hiểu chuyện và cười rất sảng khoái. Bố Trường Giang ở quê nhưng cập nhật thông tin khá nhanh. Ông từng chính thức thừa nhận Nhã Phương và Trường Giang đang yêu và đã về ra mắt. Nhã Phương từng về nhà Trường Giang chơi vài lần, còn Trường Giang thì thường xuyên gặp gỡ gia đình Nhã Phương. Trường Giang còn mới mua một biệt thự sang trọng trên bờ biển. Nam em mà đọc được status của anh trai Trường Giang, chắc chỉ có nước tăng xong. Mẹ nam em bức xúc Tố Trường Giang từng qua nhà nam em ăn dầm nằm về đòi cưới. Thời tiết lộ của mẹ của nam em về chuyện của Trường Giang với con gái nhanh chóng khiến cộng đồng mạng phải dạy sóng. Sau thời gian dài im lặng thì mới đây, Trường Giang đã lần đầu lên tiếng về scandal tình ái giữa mình với nam em. Nam danh hài thừa nhận thích nam em nhưng không phải là chuyện yêu đương. Trường Giang cho biết qua những lần tiếp xúc, nghe những câu chuyện của nam em cảm thấy thương và yêu thích. Không dừng lại ở đó, trước sự việc nam em phục kích tận nhà để tặng bánh và hoa, Trường Giang khẳng định đầu óc nam em có gì đó không bình thường. Nam Vinh Hai cho rằng mình đang bị lợi dụng để bị lôi kéo vào trò PR của nam em mà thôi. Mặc dù tuyên bố không trách nam em, nhưng Trường Giang vẫn dằn mặt người đẹp. Nếu nam em có làm gì đó, tổn hại tới nhà Phương thì anh sẽ không để yên. Trước những lời lẽ mà Trường Giang dành cho con gái mình, mẹ của nam em tỏ ra khá bức xúc và quyết định lên tiếng đáp trả. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, mẹ Nam em cho biết, tôi đã định không nói nhưng vì sự việc ngày càng đi xa nên tôi quyết định sẽ chia sẻ một lần duy nhất. Trương Giang từng rất thích Nam em, hồi đó anh ta ngày nào cũng qua nhà hàng của chúng tôi, một tháng 30 ngày thì phải đến 28 ngày cậu ta có mặt tại nhà hàng, nhậu nhạt say xỉn. Tiếp xúc vài lần tôi cũng hiểu được, phần nào về cậu ta, cộng thêm những tin tức mà tôi đọc được trên báo chí thì tôi biết, Trương Giang thuộc tiếp người đàn ông bắt cá hai tay chuyên làm khổ phụ nữ. Tôi muốn con gái mình có một tấm chồng tử tế, chứ không muốn một chàng rể thiếu chính chắn như vậy. Có nhiều lúc cậu ta nhậu say xỉn xong, quay qua gọi tôi bằng mẹ. Tôi chỉ cười trừ nhưng rất không hài lòng. Nam em hiểu được mẹ không thích Trường Giang, nên thường nhắc khéo tôi đi nghỉ sớm. Mỗi lần anh ta qua, biết thái độ của tôi, nên Trường Giang nhiều lần nịnh nọt, dỗ ngọt, gấp đồ ăn cho tôi, hay nói để con nấu đồ ăn ở quán con, rồi con đem sang cho mẹ. Nghe được những câu ấy, tôi nói thẳng rằng, là người đàn ông thì cháu phải đứng vững một chút, không thể giận bên kia xong, quay qua bên này. Con gái cô còn non trẻ, nên cô không muốn con gái mình bị lừa gạt. Lúc đó Trường Giang vội đáp lời rằng, không hề có suy nghĩ lừa gạt nam em, vì anh ta đến với con tôi bằng tình cảm chân chính và sẽ sang xin cưới hỏi nó đàng hoàng. Tôi còn nói với nó rằng, hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng để say xỉn rồi nói năng bừa bãi. Bên cạnh đó, mẹ của nam em còn tiết lộ, số lần anh ta say xỉn và ngủ lại nhà hàng không ít. Đã vậy, nhiều lần tới chơi còn không thèm chào hỏi dù thấy tôi đi ngang. Bữa sinh nhật con gái tôi, Trường Giang dắt bạn bè qua nhậu nhạc, thấy tôi đi qua đi lại ở đó, nhất quyết không chào một lời. Tôi đoán Trường Giang có thái độ như vậy vì biết tôi không thích anh ta. Một tháng 30 ngày mà đến tận 28 ngày có mặt ở chỗ chúng tôi rồi, suốt ngày nói yêu thương nam em hết mình, tin tưởng gia đình tôi hết mình mẹ của nam em cho rằng trương giang không xứng mặt đàn ông vì dám làm nhưng không dám chịu xôn xao thông tin nam em đại diện Việt Nam tham dự nữ hoàng du lịch quốc tế 2018 thông tin này nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội bởi gần đây người đẹp đồng bằng sông cửu long liên tiếp vấp phải những scandal không hay làm ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân trong lòng khán giả nghi án nam em đại diện Việt Nam tham dự nữ hoàng du lịch quốc tế 2018 bắt nguồn từ việc một trang fanpage của đơn vị nắm giữ bản quyền nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế tại Việt Nam đã công bố hình ảnh thí sinh sẽ tham dự cuộc thi trên. Chân dung của người đẹp tham dự cuộc thi này đã bị che mặt bởi icon. Trên fanpage này còn nhã hàng một cách nửa kính nửa hở rằng, đại diện chính thức của Việt Nam tại Miss Tourism Queen International 2018 đã hoàn thành công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho ngày ra trận. Cô ấy là ai nhỉ? Ngay sau khi tấm hình chụp thí sinh sẽ tham dự nữ hoàng du lịch quốc tế 2018 được đăng lên mạng xã hội, rất nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ cô gái bị che mặt bởi những hình icon này chính là nam em. Dân mạng đã đưa ra loạt những dẫn chứng để chứng minh nghi ngờ của họ là có cơ sở. Cô gái trong hai bức hình chân dung này có vóc dáng, mái tóc giống hệt nam em. Đặc biệt, chiếc đầm vàng trong ảnh này giống hệt chiếc đầm mà nam em vừa diện trong MV mới cung cách tạo dáng khá tương đồng. Hình ảnh được đăng trên fanpage của đơn vị nắm giữ bản quyền nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế tại Việt Nam. Hình ảnh trong MV mới của Nam Em. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Nam Em tham dự cuộc thi sắc đẹp này trong hoàn cảnh hiện nay sẽ không mấy thích hợp. Bởi gần đây, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên bị mất điểm trong mắt công chúng bởi lùm xùm tình ái với nam danh hài Trường Giang. Thậm chí có nhiều ý kiến gây gắt cho rằng Nam em không còn xứng đáng được nhận vinh dự đại diện cho vẻ đẹp Việt ở đấu trường nhan sắc quốc tế. Việt Nam em được làm đại diện những người đẹp Việt Nam tham dự cuộc thi nữ hoàng du lịch quốc tế 2018 hoàn toàn có thể xảy ra bởi cơ quan chức năng không hoàn toàn quan tâm đến những vấn đề cá nhân của các thí sinh nếu vấn đề đó không vi phạm pháp luật hay các quy định hiện hành về tiêu chuẩn người đẹp đi thi nhan sắc. Trước đó người đẹp đồng bằng sông Cửu Long cũng đã ấp mở vì sẽ tham gia một đấu trường nhan sắc quốc tế, nhưng cô không nói rõ là cuộc thi nào. Một lập luận khác thì cho rằng, người bị che bởi icon này không phải là nam em, mà chính là chị gái song sinh của cô, nam anh, lệ nam. Bằng chứng được đưa ra là chiếc phương miệng mà cô gái bị che icon cầm trên tay, khác hoàn toàn với phương miệng mà nam em đội trong MV. Đặc biệt, khi Nam Anh đăng quang ngôi vị quán quân người mẫu thời trang Việt Nam 2018. Người lên sân khấu trao vương miệng cho cô là Hoa hậu Abedulina Talia, đương kim Miss World Tourism Ambassador 2017. Và Hoa hậu Abedulina Talia cũng mặc chiếc đầm vàng giống hệt cô gái bí ẩn trong bức ảnh nói trên. Đặc biệt hơn nữa, chiếc vương miệng mà đương kim Miss World Tourism Ambassador 2017 đội trên đầu chính là chiếc vương miệng mà cô gái bí ẩn cầm trên tay. Chuyện tình Nhã Phương Trường Giang ngọt ngào nhưng đầy trắc trở. Sau những lùm xùm không đáng có, nhiều người có lẽ sẽ không thể quên được Trường Giang Nhã Phương đã từng có những khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào. Nói về những chuyện tình sóng gió trong showbiz thì có lẽ Trường Giang và Nhã Phương chính là cặp đôi khiến nhiều người nghĩ đến nhất. Bắt đầu nảy sinh tình cảm và công khai hẹn hò kể từ sau khi đóng chung phim 49 ngày vào tháng 8 năm 2015. Cả hai liên tục xuất hiện và dành cho nhau những khoảnh khắc cực tình cảm. Tại các sự kiện, nam danh hài và bạn gái không ngại ôm hôn và dành cho nhau những ánh mắt đầy tình tứ. Dù sau đó liên tục xảy ra những ồn ào và có những tin đồn chia tay, nhưng tại lễ trao giải Mai Vàng 2017, Trường Giang đã khiến mọi người vô cùng bất ngờ khi chính thức cầu hôn Nhã Vương ngay trước hàng trăm khán giả và đồng nghiệp. Những tưởng mọi sóng gió đã khép lại, nhưng sự xuất hiện của nam em sau đó không lâu, một lần nữa thử thách tình cảm của họ. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc một thời mặn nồng của Trường Giang và Nhã Phương từng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Trường Giang và Nhã Phương chính thức quen nhau sau khi đóng chung bộ phim 49 ngày. Ngay sau khi công khai tình cảm, cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình bởi bình lên mạng xã hội. Khoảnh khắc hạnh phúc bên những người bạn, Nhã Phương cũng thường xuyên đồng hành cùng bạn trai trong những chuyến đi lưu diễn nước ngoài. Cả hai cũng từng gây xôn xao với loạt ảnh trong trang phục áo cưới. Những nụ hôn nồng cháy và những cái nắm tay khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Dù liên tục có những tin đồn chia tay, nhưng cả hai vẫn vui vẻ bên nhau. Trương Giang đã khiến mọi người vô cùng bất ngờ khi cầu hôn bạn gái Nhã Phương tại lễ trao giải Mai Vàng hồi giữa tháng 1 năm 2018. Tưởng rằng sẽ có một cái kết em đẹp, nhưng có lẽ cả hai vẫn đang phải tiếp tục vượt qua những thử thách trong cuộc tình đầy sóng gió này. Nếu không có những lâm dâm, thì có lẽ Trương Giang Nhã Phương chính là một trong những cặp đôi đẹp đáng ngưỡng mộ của showbiz.